Pin, Pin, mẹ bắt quả tang nhá. Bắt quả tang lấy trộm tiền của mẹ à, làm gì đây? Bây giờ chuẩn bị đi đâu đấy? Chuẩn bị đi đâu đây? Sao lấy tiền của mẹ? Lấy trộm tiền của mẹ? Có cáu à? Cáu à? Chuẩn bị lấy ăn trộm tiền của mẹ đi với gái hả? Đúng không? Thôi bây giờ mẹ không cho đi đâu cả. Bây giờ nhốt vào chuồng thôi. Gái mú gì dần này. Ở trong chuồng đi. Tin ơi, Tin, dỗi mẹ à? Tin dỗi mẹ à? Ê, dỗi mẹ tức mẹ rồi lột hết quần áo ra, chí phèo chưa? Không thèm mặc quần áo, xong rồi nằm phủ phục này, nằm phủ phục nhìn có hãm không? Tin ơi, Tin. Mẹ gọi không thưa à? Mẹ xin lỗi nhá. Ngừng mặt lên mẹ xem nào. Ngừng mặt lên mẹ xem nào. Giận dai ghê. Tin ơi, cú nách nhá. Đã thấy cú nách. Nhìn trộm thôi à? Không chơi mẹ cầm rồi. Đúng mặt sưng kìa, mặt xị ra kìa. Trông cái mặt kìa. Mặt đầu tháng phải tươi chứ con. Ui gãi. Ngủ đi. Ngủ em nằm xuống. Ngủ em nằm xuống đi. Trời ơi, đầu tháng mà nằm cái kiểu này à? Ngủ ngồi à?